khám phá ngôi chùa lớn nhất và là một trong những ngôi chùa đẹp bậc nhất tại Bến Tre, nằm trên diện tích 12 hectare với tượng Phật Di Lặc cao 12.45m và tượng Phật Bồ Tát đang hoàn thành với chiều cao kỷ lục 54m. Chùa Vạn Phước nằm ở thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nếu đi từ hướng cầu Rạch Miễu thì các bạn sẽ quẹo phải, sau đó sẽ đi trên đường tỉnh lộ 883 đến trung tâm thị trấn Bình Đại, đi khoảng cỡ 6km nữa về hướng Thừa Đức thì các bạn sẽ gặp ngôi chùa Vạn Phước. Ngôi chùa được xây dựng từ năm 2009 và nổi tiếng với tượng Phật Di Lặc cao 12.45m, nặng 99 tấn. Sau này, ngôi chùa đã được mở rộng ra nhiều hơn trên diện tích 12 hectare. Trước đây là ao tù và nước động và có thêm nhiều tiểu cảnh mới. Và theo dự kiến sẽ còn được mở rộng ra sang bên kia sông. Đến chùa Vạn Phước, ngoài việc dâng hương thờ cúng tại khu vực chánh điện được thiết kế rộng rãi, tinh xảo và đẹp mắt, ngoài ra sẽ còn những cái khu vực khác để trồng cây cảnh, cây kiển như lan, như hoa cẩm tú cầu, hoặc là một cái khu vườn với trái cây, với những cái hòn non bộ, và một cái khu vực cuối cùng ở sát mép sông, mát mẻ và thanh tịnh miền quê Việt Nam. Ngôi chùa vẫn còn một số công trình trong quá trình hoàn thành. Trong một video thì Tính khó có thể nói hết được cái nét đẹp cũng như sự rộng lớn và các cái công trình của chùa. Hy vọng những vị khách hành hương cũng như du khách đến và tham quan ngôi chùa, cũng như đến một trong những địa điểm tham quan tâm linh của huyện Bình Đại, quê hương xứ dừa của Tính nha.